con. Nhớ cái mặt xuống kìa. Con khóc rồi. Trong khi đón vẫn còn tha thiết yêu em. Đó là nhiều người ra cái khoái. Đó là nhiều người xưa nó cái quay ra quay à. Quay dùng dưới rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó là nó sẽ từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau. Nhưng kể từ đây em đã ra đi và không trở lại nữa rồi. Phải có cái sẽ thích nè. Còn anh đây suốt đời mang ngang, chỉ tội cho con thờ nó đang còn trong lứa tuổi ngây thơ. Nhạc đâu không gần đúng không? Rồi đây ai dạy dỗ con theo, ai chăm sóc dỗ cũng quen cũng quen. Thiếu niên ru con trong giấc ngủ đêm trường, nó sẽ khóc đòi cha. Hãy buồn gì nhớ mẹ. Dặn mẹ dạy bảo hay lắm nè. Lại còn mẹ bị bỏ theo trai. Giờ thấy cái mỏ nhọn nhọn quá. Thấy không? Giờ thấy mỏ nhọn nhọn rồi. Con phải liền cha vợ phải xa chồng. Măng gần nữa hả? Đành xuôi tay theo định số an bài. Giờ lưng xuống bá chúng đại đi. Bốn cái đi chơi. Dạ dạ kính thưa bà con cô bác, tôi xin kể qua đây là một câu chuyện. Đó là câu chuyện của anh chàng Lương Sơn Ba, là một sinh viên đại học ở Sài Gòn. Chúng bay trường với nữ sinh viên quê ở Gia Lai Công Tâm, tên nàng gọi là Trúc Anh Tài. Hai người yêu nhau đã non thề biển hẹn, nếu đậu được ngân sẽ đến nghĩa vợ chồng. Còn như Lương Sơn Bá có thể giả đổi lòng, thì Trúc Anh Đài tự dẫn tóc ta đi đồng. Vài hôm sau hai người hò hẹn xuống Cần Thơ cho biết bên Ninh Hậu. Vừa tới Vĩnh Long cha nàng gọi điện về liền. Alo alo, còn phải về nào? Không biết chuyện gì mà reo lắm quá. Gọi giả chim hai nàng bạch bạch quay về liền. Không có xe đò nàng đón xe ôm. Thôi chạy thiệt mẹ cho đi tới nơi. Về tới nơi hay cha nàng nhất định giả nàng cho con ông giám đốc chủ trại hòn. Vừa nghe hôn tin Lương Sơn Bá thăng khắp ôm sầm. Tối ra máu cục một lần 4 năm ôn. Dài hôm sau chàng Lương mới coi mạng. Chúc anh lại mới ra một điều kiện, nếu bằng lòng tiến hành làm hôn lễ, lấy xe đếp chở nàng vô giếng mộ chàng Lương. Trời đất ơi, khi tới nơi thì Chúc anh Tài đứng ngó chết trăng. Thấy Lương Sơn Bá ngồi tựa gốc bồ đề, bên cạnh là dép thích cày và chai rượu đế gò đen. Lương Sơn Bá đăng thời.